Tự nhiên hồi chiều ra cho ăn thì phát hiện con cá này nó bị nấm các bạn. Mình lấy ở trong đây là Milian với miếng muối hả các bạn. Mình ngâm nó hồi chiều rồi rồi. Bây giờ nó thấy nó cũng lọt lọt bớt rồi đó không. Bây giờ mình sẽ cho nó ra nước mới. Ở cái này mấy cái hồn này nha. Hồn này hôm nay Dumbo đẻ quá trời luôn các bạn. Lát nữa mình sẽ vớt các con nha. Đây là Dumbo Red Tail mà thường các bạn. Dumbo Red Tail. Ở trên đây có 7 con của nó nè, ra gen khá là ổn. Hơi tối các bạn. Để mình kiếm mấy con trống của nó lên tay rất là đều. Không mà cá còn nhỏ quá. Để quay cái khác ha. Ở bên đây có bài này là Dumbo coi. Đảo các bạn. Quá trời luôn. Cái bài này á mình đang làm ra super sọt ha các bạn. Này có mấy con nó super sọt luôn nè. Lấy mấy con này nè, thấy không? Cái này sọt nè. Có super sọt nữa các bạn. Tại vì một bài nó sẽ nè, thấy không? Con này là super sọt luôn nè. Đó, thì mấy cái con này nó có cái gen sọt rồi thì nó sẽ một hai đời nữa nó sẽ ra thôi. Mình lấy mình làm. Đó. Cái này á thì nó còn rất là tơ các bạn. Cái con mái của nó chưa có lên, nó không bị mít đầu nha. Mà nó con mái của nó cái đầu nó sẽ lọt hơn cái con trống một tí. Thấy không? Nè. Nhưng mà mình để coi nó, nếu mà nó đạt sai 2 tháng rưỡi đến 3 tháng thì con mái nó sẽ, cái đầu nó sẽ đậm. Này như con mái này nè, con mái này nè, cái đầu nó đậm hơn, thấy không? Dưới đây đó là bầy Dumbo tơ, mình nuôi nước tảo luôn ha các bạn. Rồi, ok, thì hôm nay mình có một cái dòng cá để mình quay cho anh em xem. Corret E thì đối với các bạn mà khoảng 1 năm trước thì giá trị của mấy con coi Red E này nè, nó rất là khủng các bạn. Một cặp này nè, mà khoảng 1 năm trước á, thì nó giá tầm từ 5 đến 700 ngàn. Mà dạo gần đây á, thì cá này nó rất là xuống, nó xuống giá quá. Thì bây giờ á, thì bên mình á, có loại này nè. Đang size này là size 3 tháng, cá 3 tháng chưa ghép chống mái hả các bạn. Con cá chưa ghép chống mái, con là cái bụng của nó nè. Sao các bạn thấy trứng à, không phải là con ha các bạn. Nhưng mà cá body rất là chuẩn, cá body khủng các bạn, này nhìn cá ú ngù luôn. Thì cái hàng này thì mình bán có 80 ngàn cặp thôi các bạn. Nhưng mà con trống á, thì nó sẽ không có full tay ha các bạn. Cái bộ này á, thì con mái thì nó đẹp, nhưng mà mình không có trống full tay. Cho nên mình sẽ dán với giá là 80 ngàn cho anh em nào mà tiếp cận, dễ tiếp cận chơi thôi ha các bạn. Thì cái giá này quá nhẹ luôn các bạn. Quá rẻ rồi, so với cái giá này là quá rẻ rồi, không còn cái gì nữa. Correct E mà 80 ngàn là không thể tin nổi rồi. Full tay ha các bạn, chứ không phải là cá mít tay đâu. Các bạn coi cá nè, uống nu luôn. Cá này nuôi tới đây mà bán 80 là nó quá rẻ. Ok, thì anh em nào mà thích thì cứ nhắn tin cho mình. Cái này là loại chưa có. Cái này là loại này là chỉ có lưng sâu thôi ha các bạn. Còn mình có loại là mình có loại full lưng. Để mình vớt lên cho anh em xem. Đó, đa phần là cá trống của nó thì nhú tay. Nè, cái loại mà nó sâu hơn tí nè, thấy không? Cái lưng của nó full, nó muốn full luôn á. Còn thì cái giá của nó sẽ là 120 ngàn một cặp. Full lưng nha các bạn. Nè, sắp full nè. Sắp full á, tùy theo cái lưng nó thôi. Thì nó từ 80 đến 100. Nếu mà còn cái khe hở á, thì là 100, còn full luôn á thì là 120 các bạn. Đây, nhưng mà này là nó full, muốn full hết luôn rồi. Cái khe của nó vậy thôi chứ nó đẻ con lứa là nó full nè. Mà cá này mình chưa có ghép, mình bị thiếu cá trống các bạn. Nè, cá trống của nó nè, cá trống đâu rồi, con cá trống hơn, cá trống nhúng tay nữa các bạn, hoặc là lên miếng. Cá trống nhỏ quá. Cái đặc biệt là cái dòng coi này á, nó khổ, nó ngộ cái á là cá trống các bạn. Thấy cá trống không, nó chỉ bằng 1/5 của con cá mái. Tôi nói thiệt, trống thì nhỏ xíu, cá trống thì nhỏ xíu à. Mà đặc biệt là của dòng coi là nó vậy, con nào cũng vậy hết. Còn con cá mái này để mình bắt cho anh em xem nè. Các bạn có thể coi cái cây vợt nha. Cái này là
cái này là cái cán giật nè, cái ngón tay của mình nè, nó con cá mái bự bằng ngón tay mình luôn, gần bằng ngón tay mình luôn nha các bạn. Đó, cá rất là đã, cá full tay luôn, không miết một miếng nào luôn, mà mình xả với giá 80.000 một cặp nha bạn. Các bạn thích thì cứ nhắn qua cho mình. Có mấy cặp hả bạn ơi? Có khoảng 20 cặp à, không có nhiều. Có nhiều mà gán cỡ này chắc chết luôn. Rồi, qua tới bên đây nó nhiều nhiều, nhìn mấy đã nè. Hàng full tay thì nó không có, lộn, hàng full lưng á thì nó ít lắm. Đó, cá nè. Rất là đẹp luôn. Thì giá thị trường của nó thì có anh ba em bán tầm 150. Nếu mà full lưng tầm 150 200.000. Không, tùy người bán, cái này là mình xả cho anh em chơi thôi ha. Chứ không phải phá giá gì đâu, có 20 cặp à. Anh em nào nhanh tay thì còn. Hồi nãy thì mình đăng TikTok á thì có khoảng mấy anh á đặt, có đặt 6 cặp nhưng mà chưa có chuyển khoản là mình chưa có tính các bạn. Các anh em nào mà mua thì mình ship trên 3 cặp. Anh em nhớ nếu mà hàng 80 anh em mua khoảng 2-3 cặp nha. Mình một cặp mình không có ship được đâu. Một cặp mình đóng cái thùng cực lắm các bạn. Không có cái thùng nào mà đóng hai con cá á, rất là cực. Mình ghép cái thùng lại rất là cực nha các bạn thông cảm nha. Còn về việc chuyển khoản thì anh em có thể cọc một nửa nha các bạn, chứ mình không có ship code 100% được. Cá này mà ship code 100% thì tội nghiệp mình. Đó. Tuy nhiên với lại ship code đó các bạn thì anh em lấy cá lại mệt lắm. Có khi anh em tới rồi mà anh em còn hỏi shipper nữa. Đó, cá rất là đẹp nha các bạn, cá ú nu luôn. Rồi để mình qua đây mình quay con cá trống. Ở đây mình có bộ hắc bilu rất là đẹp các bạn. Rồi đây nè, đây có 3 máy hắc bilu finsi ha các bạn, finsi tại vì vướng rất là căng luôn. Cá máy này về ghép là vừa. Còn đi bộ panda đây. Nước bên bàn đà nó hơi bị tảo nên vây nó hơi xấu ha. Thôi để mình xíu đi, mình kiếm cái khác mình vây. Mình mình đang mê cái dòng này các bạn. Quay qua quay lại chứ mình cũng rất là thích cái dòng này. Ok, thì để mình qua bên đây mình quay cho anh em xem cái bài Dumbo sọt của mình. Không phải Dumbo coi nha các bạn, mình có bộ Dumbo sọt super sọt luôn. Đi, cái dạng hồ này mình sẽ có được 5 ngày mình chưa dám thả cá các bạn, chưa dám thả coi rét nghe. Còn như mình đã thả mấy con trống vô rồi nè, hôm qua nè các bạn, trống coi rét nghe nó chỉ nhú tay thôi, không có hàng, không có trống full, nhưng mà máy thì nó full hết nha các bạn. Các bạn có thể lấy về mà ghép cái bộ gen này, nói vậy đó, con trống của nó thì nó không có lên nhưng mà máy nó bảo đảm full nha các bạn. Đó, cái trống thấy không, mình set up cái dàn này để nuôi cá con, ok không? Còn một dàn hồ kiến nữa các bạn, tối nay mình sẽ cố gắng hoàn thành. Còn rồng đỏ BDS các bạn, rồng đỏ BDS này thì mình còn tơ, có bắt mấy cặp bự ở trên kia rồi. Để khi nào mà mình có bán thì mình quay cho anh em xem. Rồng đỏ BDS là cái tay lưng rất khủng luôn, mà cá này mới có 2 tháng à, 2 tháng mà quay top view thấy tay lưng nó phủ rồi đó các bạn. Ok, qua bên đây. Đây, cá này là Dumbo super sọt ha các bạn. Nè, để mình bật tiền lát lên cho anh em xem. Đó, Dumbo super sọt mà con cá lên tại bơ đồ đẹp đàng hoàng nha các bạn. Nè, thấy không, bộ này mình để là làm giống là quá ok luôn. Đó, con máy này là super sọt ha. Còn máy này, cá này mới có 2 tháng à. Rồi, nói chung là Dumbo này thì nó có, trên thị trường thì có nhiều bộ khác nhau, nhiều dòng, mỗi anh em cầm dòng khác nhau mình cũng không có đánh giá được của người ta. Nhưng mà các bạn nhìn bộ cá này là quá ok hả. Thường là super sọt anh em lai với con coi đen thì nó sẽ bị mít tay bơi. Mít tay bơi. Còn con cái bộ này hả các bạn, coi con trống lên khủng khiếp à. Con trống cận sọt bình thường chứ không phải là học sọt, mà con máy là super sọt nè. Để bắt thêm bài con trống cho anh em xem, có một bài gì các bạn đã đời
bạn nào theo dõi mình thì biết mình có cái bộ game này nè, mà mình làm từ từ lâu lắm rồi các bạn, làm rất là cực khổ. Dumbo Super Shot với lại Dumbo Coi Super Shot cũng vậy nè, thất bại rất là nhiều rồi các bạn, nên được cả này cũng không có mừng gì là mấy, mong là nó sẽ ổn ha. Thì khi nào mà có cá con thì sẽ, khi mà có số lượng á thì mình sẽ xây cho anh em. Còn cái này giờ mình để làm giống các bạn, có mười mấy cặp à, mười cặp à, không được năm mười cặp gì á, để lát nữa mình điếm thôi. Mình mới nuôi từ nhỏ tới lớn, mình chưa có tách nữa, mình chưa có tách nhưng mình chưa có biết nữa. Đây vòng bên đây là dòng full latium, cái này là full latium thôi các bạn. Đó, cá này thì nuôi hồ màu đen á, đẹp kinh khủng luôn. Cá trống hơi nhỏ, cá máy thì nó sẽ có bầu hết mà, hết rồi. Bộ này là latium. Latium thì nó khác full con. Full con thì anh em nuôi nuôi cái gì ta? Nuôi cái nền đen á thì nó sẽ đen thui từ lùi, đen thịt. Còn con này á thì anh em nó không có bị đen thịt ha các bạn. Nó nhìn cá rất là đã. Cá này nuôi hồ chính bao chơi bao thầy luôn. Còn tiếp theo đây là dòng Dumbo Panda. Mình đang làm số lượng Dumbo Panda các bạn. Đó, rất là đẹp. Cá con cũng rất là đã nữa. Đó, có chút xíu lên tay lên màu đầy đủ hết ha. Nói chung là cá khỏe rồi mình mừng đó các bạn. Còn giống là mình phải tuyển con giống tốt mình mới dám làm giống. Như Dumbo đó các bạn, mình làm Dumbo nó rất là lâu rồi chứ không phải là mới làm đây. Còn coi Red E nè, coi Red E này được anh kia tặng mình một bầy, tặng bầy con các bạn. Anh đó có việc đi về quê cho nên tặng mình bầy lại bầy con, ráng giữ. Khi nào mà anh về đó anh có làm thì mình cũng sẽ gửi lại cho anh luôn. Coi Red E thì giờ cũng xuống rồi, mình cũng có mà mình không có ấy. Còn đây là bầy con này là Hulu BDS Big Tail. Hàng này rất là cao các bạn, hàng này bữa mình mua một cặp 700.000 về chết hết một cặp về chết hết mấy cái giống luôn, uổng thiệt. Bây giờ làm lại thì mình chỉ lấy nó làm giống thôi. Thì Lutobat này nói chung là nuôi hên xui các bạn, nó có thể nó ra nhiễm nhiều hoặc nhiễm ít và có thể do bộ gen nữa, nhưng mà thì hai cái yếu tố đó nó sẽ có khi bộ gen tốt mà anh em nuôi nó ra vẫn dần nhiễm bình thường. Nè, bộ gen này mình mua 700.000 á, nó vẫn dần nhiễm bình thường tùy theo bộ ha. Rồi ok, thì cái clip của mình đến đây thôi. Cảm ơn các bạn đã xem, nhớ like đăng ký kênh ủng hộ mình. Và bạn nào thích coi Red E thì cứ nhắn tin cho mình nha. Ok, chào tạm biệt các bạn.